đây mình tiếp tục đi quay cống với bạn xem nha các bạn. Bên đây phương tiện khá là đông nè. Phía đây gió lãi đông lắm các bạn. Trong quá trình di chuyển và khu vực đóng đề nghị các phương tiện tàu sắt, tàu gỗ cần ưu tiên cho những phương tiện lưu thông. Do đó các phương tiện tàu sắt, tàu gỗ bị tới gặp được mất đưa qua tiện mình di chuyển lên. Cũng như vậy hiện nay cửa đóng và mở nhân cơ đủ điều kiện lưu thông. Do đó các phương tiện tàu sắt, tàu gỗ bị tới gặp được mất đưa qua tiện mình di chuyển lên. Chiếc ghe, những chiếc vỏ đang rất là tấp nập để mà chuẩn bị cho cuộc hành trình qua cống đây. Đây cái cống nó đang được hạ xuống đây các bạn. Wow, ở đây nước khá là cao đây các bạn ơi. Nước nó đang được lùa về phía sau đây. Cái cành này cũng còn nếu lại hiện nay vẫn đúng là mọi nhân cơ đủ điều kiện lưu thông. Do đó các phương tiện tàu sắt, tàu gỗ tuyệt đối không được phép điều khiển phương tiện mình di chuyển lên. Vẫn nếu lại hiện nay vẫn đúng là mọi nhân cơ đủ điều kiện lưu thông. Do đó các phương tiện lớn tuyệt đối không được phép điều khiển phương tiện mình di chuyển lên. Đây là nước đẩy mấy cái anh vô lại xuống cái này không? Một nước trong ngoài là 0.5m, do đó đề nghị các phương tiện cho hết rõ và những phương tiện cho sạch. Các phương tiện này cần cho hết. Sầu nghe các bạn. Wow, nghe chạy cái dàn đi xuống đây. Wow, đây rồi, đây rồi. Nước vô, nước vô. Cô tự tập hết đi ngay, cứ để chậm thôi.
đang cho cái phương tiện mình đi thẳng vô cống nha các bạn. Đừng rất là đã. Wow. Đây ảnh đang gặp sự ngăn của các anh xà lan ở đây các bạn. Các anh trước này chạy rất là dữ. Trước là có cái chị gái đang tiếp anh tại công quan sát tình huống nha các bạn. Đây mình trở lại mình xem cái anh xe cuốc này. Bộ anh xà lan này nằm rất là dữ. Trên đó, các bạn thì ảnh qua lại dưới cây nó bị cong luôn các bạn, lúc nào cũng bị đụng ở trên nó đậu ở trên. Wow. Trời ơi rất là hồi hộp nha các bạn, ảnh đang đưa cái cào lên xuống để canh tài xế. Các bạn vì những cái anh em mà qua không được cảm thấy rất là lo lắng đây.
Đây mình đoạn cái phương tiện xà lan của mình đang ghe xuống từ từ đây các bạn. Thì một ngày hôm nay nước đổ mạnh thì cho nên những cái phương tiện máy hơi yếu thì không có qua được nha các bạn. Đây mình đang ghe lại đây các bạn. Nếu như mà anh bắt chớn luôn thì quá là khỏe rồi. Các bạn, ổ mà anh ra chọc chốc của ít nước sơn đây các bạn.